Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau giải bài 2 trong sách giáo khoa hóa trang 100. Ở trong bài 2 sách giáo khoa, người ta yêu cầu chúng ta đó là những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy? Vậy thì để làm được bài này, chúng ta phải nhớ lại cho cô phần kiến thức về sự cháy. Vậy thì mở lại cho cô mục sách giáo khoa trang 97, mục 3 nhỏ, điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy. Ở trong mục này đã đề rõ, đó là thứ nhất là các điều kiện phát sinh sự cháy, đó là chất phải nóng đến nhiệt độ cháy, phải có đủ khí oxy cho sự cháy. Và người ta cũng nêu cho chúng ta muốn dập tắt sự cháy, cần thực hiện một hay đồng thời cả hai biện pháp sau. Thứ nhất là hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy, và thứ hai đó là cách ly chất cháy với khí oxy. Vậy là chúng ta đã trả lời được ý đầu tiên, đó là những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy. Đó là hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. Và thứ hai, đó là cách ly chất cháy với khí oxy. Cô và các bạn sẽ cùng nhau giải chi tiết bài tập này nhé. Ý thứ nhất, đó là những biện pháp thực hiện để dập tắt sự cháy. Những biện pháp thực hiện để dập tắt sự cháy. Biện pháp thứ nhất, đó là hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. Xuống dưới nhiệt độ cháy. Biện pháp thứ hai, đó là cách ly chất cháy với oxy. Cách ly chất cháy với oxy. Và ý thứ hai người ta hỏi chúng ta đó là tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy? Sẽ trả lời cho ý thứ hai, đó là khi thực hiện các biện pháp trên. Khi thực hiện các biện pháp trên sẽ dập tắt được sự cháy vì khi đó điều kiện để sự cháy diễn ra không còn. Khi đó, điều kiện để sự cháy diễn ra không còn. Và dĩ nhiên, sự cháy không thể tiếp tục. Vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 100. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập lần sau.